Lý do tại sao nhiều người ngoài kia chăm chỉ, nỗ lực, cố gắng mà vẫn chưa thành công. Nếu bạn không có kiến thức, không có tư duy, không có kinh nghiệm trong lĩnh vực mà bạn đang làm thì bạn rất chưa dễ thành công. Nếu bạn không có hiểu biết, không có kiến thức, không có tư duy, không có kinh nghiệm trong lĩnh vực mà bạn đang làm thì bạn rất chưa dễ thành công. Bao nhiêu anh chị ở đây đã từng kinh doanh ạ? Tại sao nghe tới kinh doanh thì rất nhiều người sợ? Họ sợ không thành công được, sợ mất tiền, sợ kinh doanh khó, sợ thua lỗ, phá sản. Là bởi vì những người này họ không hề biết một chữ bẻ đôi kinh doanh là gì. Họ không biết kinh doanh, họ không có kiến thức. Họ kinh doanh bằng một cái đầu rỗng. Họ mang cái tư duy đi làm thuê để đi làm kinh doanh. Vậy cái khả năng thành công gần như là rất thấp. Khả năng thành công gần như là bất khả thi. Một đứa trẻ mới học lớp 1 thì không thể nào giải được bài toán lớp 5. Và đi kinh doanh giống như việc bạn leo lên một chiếc xe ô tô. Bạn không biết lái ô tô, bạn không có bằng lái, thì có dám để cho người đó cầm cái vô lăng lái thay chúng ta hay không? Anh chị hãy hình dung chiếc xe ô tô giống như công việc kinh doanh của chúng ta. Bạn dùng chiếc xe đó để lái đến cái nơi mà mình muốn đến, nhưng mà mình lại không biết luật giao thông, mình không biết xài chiếc xe đó, mình không biết cách vận hành, thì làm sao mà mình lái tới nơi an toàn được? Một người không biết luật, không biết đường, thậm chí là không biết cách vận hành chiếc xe ô tô mà vẫn cố chấp lái chiếc xe ô tô đó thì 100% là không an toàn. Nếu như bạn ra ngoài kia kinh doanh bằng một cái đầu rỗng thì bạn biết chắc luôn rằng là bạn sẽ không bao giờ thành công. Tất cả mọi thứ đều cần có tư duy. Đây là mấu chốt của thành công. Tư duy là yếu tố chiếm 70% quyết định cái khả năng thành công của bạn. Nếu như bạn có tư duy, kiến thức, kinh nghiệm, chuyên gia trong cái lĩnh vực mà bạn đang làm thì bạn nắm chắc 70% cái khả năng thành công của bạn. Tư duy tăng lên thì tiền tăng lên. Tư duy tăng lên thì doanh nghiệp của bạn tăng trưởng. Hãy liên tục học hỏi và phát triển cái hệ tư duy của mình. Cuộc sống của bạn càng ngày thành công, khỏe mạnh và hạnh phúc trọn vẹn. Hãy liên tục phát triển và nâng cao cái hệ tư duy của mình.